Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mắt Home. Hiện tại Nhật An đã có mặt tại showroom Mắt Home miền Nam, 162-164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. An đã có mặt tại không gian của tầng 1. Đây sẽ là nơi mà chúng tôi sẽ đón tiếp tất cả các vị khách khi mà đến để mà tham quan showroom cũng như có thể gặp gỡ kiến trúc sư, trao đổi và ký kết hợp đồng. Ở phía trước Nhật An thì đây chính là cuốn hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công nha quý vị. Ở phía bên trong thì chúng tôi sẽ có trình bày đầy đủ, từ đó chính là bản vẽ 3D nè, rồi hồ sơ thiết kế kỹ thuật, rồi hồ sơ kết cấu, hồ sơ điện nước, vân vân. Tất tần tật thì sẽ nằm trong cái cuốn hồ sơ như thế này. Thì khi quý vị làm việc với đội ngũ kiến trúc sư của chúng tôi, sau khi đồng hoàn thiện thì quý vị sẽ nhận được cuốn hồ sơ thế này cho ngôi nhà của mình ha. Ngoài ra thì còn có một cái thông tin cũng rất là quan trọng, đó chính là dự toán. Dự toán thì nó sẽ giúp cho gia chủ có thể nắm được, đó chính là chi phí xây dựng cho ngôi nhà của mình, từ phần thô ha rồi đến phần hoàn thiện. Tất tần tật chúng tôi cũng sẽ đều ghi chú rất là rõ trong cuốn dự toán như thế này để mà gia chủ có thể dự trù kinh phí nhé. Ngày hôm nay thì An sẽ có một chuyến đi đến Long An và sẽ dẫn quý vị, chúng ta sẽ ghé thăm công trình của nhà anh Thái là một khách hàng của Mắt Home. Đây là công trình được thiết kế theo phong cách tân cổ và phần mái bên trên là mái Thái rất là nổi bật. Bây giờ không chần chờ gì nữa, hãy cùng An di chuyển đến Long An và cùng nhau tham quan công trình này nhé. Hiện tại thì Nhật An đã có mặt tại khuôn viên của công trình của nhà anh Thái. Và thật sự quý vị ơi, sau hơn một năm trở lại công trình thì thật sự là công trình thậm chí nó còn đẹp hơn cả trong trí nhớ của An nữa. Cho nên là ngày hôm nay khi mình trở lại thăm thì quả thật là đây là một công trình là tiêu chuẩn của một công trình mái Thái tân cổ điển luôn. Bởi quý vị có thể thấy là từ màu sắc ha, kiểu dáng tất tần tật thì nó đều giữ được cái sự sang trọng và rất là cuốn hút của công trình này. Đầu tiên về màu sắc bên ngoài đi thì công trình sẽ phối đó chính là có tông màu trắng nè và tông màu vàng hổ phách. Đây sẽ là hai cái tông màu chủ đạo. Thật sự là vàng hổ phách là cái tông màu mà An thấy là đang rất là được ưa chuộng nha quý vị, bởi vì nó tạo nên cái sự sang trọng. Đương nhiên nếu quý vị đã xem những cái bộ phim ví dụ là Hoàng gia chẳng hạn thì ta thấy là cái màu vàng được sử dụng rất là nhiều. Cho nên là đó lý do mà thường những công trình tân cổ điển của Mắt Home chúng ta sẽ sử dụng cái tông màu vàng là như vậy nhé. Ngoài ra thì điểm nhấn công trình có thể kể đến đó chính là sẽ có những cái kiến trúc vòm, những cái đường cong, hay là ở những cái vị trí phía bên này quý vị thấy là có những chiếc cột được thiết kế là cột thông tầng kéo từ tít phía bên dưới lên tít ở bên trên luôn, cho nên nó sẽ tạo nên một điểm nhấn cũng rất là tuyệt vời. Chưa kể đó chính là cái phần lan can ở bên trên thì cũng sẽ thiết kế và thi công, đó chính là lan can nhôm đúc với rất là nhiều những họa tiết hoa văn cầu kỳ, cho nên là nó đúng phong cách của tân cổ điển. Ngoài ra thì công trình còn có những cái ưu điểm, đó chính là nếu quý vị quan sát bên bay flycam sẽ thấy là gia đình của anh Thái là trồng rất là nhiều những cái mảng xanh, ví dụ là phía trước nhà hay phía bên này cây xanh cũng rất là nhiều, chưa kể là có hồ cá nữa tất tần tật, cho nên là khiến cho một cái khuôn viên phải nói là rất là lý tưởng luôn. Còn về kích thước của công trình thì em cũng xin bật mí cho quý vị nhé. Công trình sẽ có chiều dài đó chính là 18,52m, chiều rộng sẽ là 12,1m và tổng diện tích thiết kế cả công trình 2 tầng tầm khoảng 280m². Về chiều cao, có số 0 cho đỉnh của mái sẽ là 12,3m, sàn tầng 1 đến sàn tầng 2 là 3,9m, sàn tầng 2 đến sàn mái sẽ là 3,6m nha quý vị. Ngay khu vực sảnh ở đây thì chúng tôi sẽ thiết kế và thi công là 3 bậc tượng trưng cho 3 cấp thiên tài, địa tài, nhân tài theo thuyết tâm sinh tương ứng. Rồi di chuyển lên trên đây một chút xíu nè, nó sẽ có cái điểm thú vị. Đó chính là chúng tôi sẽ có thiết kế cái phần lan can ở hai bên và sẽ làm là con tiện bằng bê tông luôn nha quý vị. Ngay khu vực sảnh chính để tạo nên cảm giác rất là sang trọng. Về hệ thống cửa thì công trình này sẽ đi đó chính là cửa nhôm hệ kính. Đây, quý vị thấy là cửa chính cũng là cửa nhôm hệ kính 4 cánh nha. Rồi còn những vị trí khác thì sẽ là cửa nhôm hệ kính 2 cánh hoặc 1 cánh. Với cửa nhôm hệ kính nó sẽ giúp lấy được cái nguồn sinh khí và ánh sáng vào bên trong một cách tối đa. Ngoài ra thì cửa nhôm hệ kính đó quý vị, nó cũng giúp là cách âm, cách nhiệt rất là tốt nhờ hệ răng EPDM và cấu trúc thanh nhôm rỗng. Đó lý do mà bây giờ không chỉ là nhà hiện đại mà cả nhà tân cổ thì cũng sử dụng cái loại cửa này rất là nhiều. Và chúng tôi
khi mà thiết kế và thi công thì cũng tư vấn cho gia chủ lựa chọn nha quý vị. Công trình này thì lúc trước khi mà thi công á, chúng tôi đã bàn bạc rất là nhiều và cuối cùng là thống nhất với gia chủ là sẽ thi công là móng băng. Với móng băng thì sẽ giúp truyền tải trọng xuống nền đất đều hơn và liên kết giữa tường và cột theo phương thẳng đứng một cách tốt hơn. Về điều này thì giữa gia chủ và đội ngũ thiết kế thi công của Mắc Hôm sẽ trao đổi thật là kỹ với nhau xem là về tải trọng hoặc địa chất là chúng ta nên thi công loại móng nào nha quý vị. Và đó là tổng quan bên ngoài công trình. Bây giờ em sẽ dẫn quý vị chúng ta vào trong. Tiến vào bên trong của ngôi nhà thì khu vực đầu tiên sẽ giới thiệu quý vị đó chính là không gian phòng khách với diện tích là 30m². Ở đây thì gia chủ đã đặt đó chính là một bộ bàn ghế với chất liệu là gỗ tự nhiên ha. Còn phần đệm ở đây sẽ được bọc da cao cấp, ngồi lên cảm giác rất là dễ chịu nha quý vị. Và bước vào ngôi nhà bên trong thì thấy ngay đây chính là phong cách tân cổ điển, đúng rồi. Bởi vì sao? Bởi quý vị có thể nhìn lên phần trần ở bên trên thì trần sẽ được thiết kế đó chính là trần giật cấp ha, được thiết kế là trần thạch cao, kèm theo đó là rất nhiều những chi tiết hoa văn được mạ vàng cho nên tạo nên cái vẻ đẹp rất là sang trọng. Ngay trung tâm thì sẽ là một thiết kế quạt đèn trần, là một thiết bị mà đang được rất là nhiều gia chủ ưa chuộng bởi vì nó vừa làm mát vừa chiếu sáng rất là thuận tiện. Còn ở đây nè thì gia chủ sẽ trưng bày đó chính là quý vị thấy là có một chiếc đồng hồ siêu to khổng lồ ha, rất là hoành tráng luôn. Với những cái đồng hồ khỏa lắc và thiết kế phong cách tân cổ thế này nó rất là phù hợp với phong cách tân cổ điển của ngôi nhà rồi và thật sự thể hiện được cái sự đầu tư của gia chủ, đúng không nè. Phía bên này sẽ có một cái kệ tủ để mà chúng ta có thể trưng bày, ví dụ gia chủ đã trưng bày một số những cái loại rượu nè hoặc là nhân sâm chẳng hạn vân vân thì nhìn vào chúng ta sẽ thấy được cái sự sang trọng, đúng không nè. Cái kệ này thì bên cạnh nhiệm vụ trang trí nó cũng khéo léo phân chia giữa không gian phòng khách và khu vực bếp ăn ở phía sau, cho nên là đây cũng là một thiết kế quý vị có thể tham khảo qua. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển qua đây đi, ta sẽ đến với phòng ngủ đầu tiên của công trình nha quý vị. Phòng này sẽ có diện tích là 17,5m². Với căn phòng ngủ này thì quý vị có thể thấy đó chính là gia chủ đã đặt để về nội thất thì cũng cơ bản thôi. Ví dụ là có một chiếc giường ở ngay vị trí trung tâm nè. Giường sẽ được thiết kế là giường dạng bục ha. Ở phía bên dưới sẽ có những cái hộc kéo để mà chúng ta có thể đựng được chăn ga gối nệm hoặc là quần áo nè. Phía bên kia sẽ là vị trí của bàn làm việc, bàn học, bàn chơi game chẳng hạn. Nói chung là rất là thuận tiện bởi vì đặt gần với vị trí cửa sổ ở đây. Cửa sổ nó sẽ giúp lấy được nguồn ánh sáng tự nhiên vào. Cho nên là thường những cái vị trí bàn học hay chẳng hạn chúng tôi sẽ cố gắng để mà thiết kế và đặt gần với vị trí cửa sổ nha quý vị. Trần thì sẽ được thiết kế cũng là có sự sang trọng, tuy nhiên quý vị thấy là nó đã giản lược đi rất là nhiều so với trần của phòng khách. Bởi vì đây là không gian phòng ngủ, nếu mà chúng ta làm quá cầu kỳ, quá phức tạp giống như phòng khách thì nó sẽ hơi bị nặng nề chút xíu, cho nên là việc giản lược là cần thiết. Ngoài ra thì một ưu điểm căn phòng này nữa đó chính là ở đây sẽ có cái vị trí của nhà vệ sinh khép kín dành riêng cho chủ nhân của căn phòng ngủ này. Bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển qua đây đi và đến vào không gian cũng rất quan trọng. Đó chính là khu vực phòng bếp ăn với diện tích lên đến là 20,5m². Với căn bếp ở đây thì diện tích cũng rất là rộng rãi nha quý vị. Đầu tiên là kệ tủ bếp này thì gia chủ sẽ thiết kế là hình chữ L ha, ôm lấy cái góc vuông này của căn phòng. Về chất liệu thì sẽ là chất liệu gỗ tự nhiên nha quý vị. Phần mặt bếp sẽ là ốp đá kim sa có tông màu đen. Ở vị trí của bồn rửa thì chúng tôi đã thiết kế và thi công có một ô cửa sổ để mà sẽ lấy được cái nguồn gió và ánh sáng vào. Ví dụ là gia chủ đứng đây mà thao tác nấu nướng thức ăn thì và sau đó chúng ta rửa chén chẳng hạn thì chúng ta sẽ có được cái nguồn ánh sáng tự nhiên ở đây. Không thể bỏ qua đó chính là vị trí bàn ăn. Bàn ăn thì chúng ta đặt ở ngay trung tâm luôn. Thật sự là đây là vị trí thích hợp bởi vì ở đây sẽ là nơi mà toàn thể các thành viên gia đình sẽ ngồi quây quần bên nhau sau một ngày làm việc mệt mỏi, đúng không nè. Thì đặt ở vị trí trung tâm này, đặt ngay ở phía bên dưới chiếc quạt trần, cho nên là sẽ tạo cảm giác rất là mát mẻ. Chưa kể đó chính là vị trí này sẽ là vị trí của ô cửa mở ra mặt bên của công trình nè, cửa phụ nè, cho nên nó cũng sẽ là cái nguồn lấy được ánh sáng tự nhiên vào ở phía bên trong của công trình. Đây cũng là một ưu điểm nha quý vị. Từ nãy giờ thì em chưa nói đến cái phần gạch ốp lát. Như quý vị có thể thấy là công trình này ha, gạch sẽ được ốp cao đến kịch trần luôn nha quý vị. Cái việc mà ốp gạch lên tường như thế này là tùy theo sở thích của từng gia chủ thôi. Có gia chủ sẽ thích ốp gạch, có gia chủ thì chỉ thích sơn thông thường thôi. Mỗi cách nó đều có những ưu nhược điểm riêng. Ốp gạch thì chắc chắn là chi phí nó sẽ cao hơn là chúng ta sơn, đúng không nè. Nhưng mà ốp gạch nó mang lại một số cái lợi ích. Ví dụ thứ nhất đi là nhìn vào là cảm giác nó rất là sạch sẽ ngôi nhà nè. Thứ hai đó chính là chúng ta sờ tay vào gạch nào cũng cảm giác mát mẻ quý vị. Cho nên là cái không gian trong nhà nó sẽ cảm giác nó mát hơn so với là những cái nhà chỉ là sơn thông thường.
Ngoài ra thì với gạch với những cái đường vân như thế này thì quý vị thấy là cũng rất là phù hợp với thiết kế của công trình. An thì An rất là chuộng những ngôi nhà mà sử dụng gạch có đường vân đơn giản nhé. Bởi vì đôi khi nếu mà chúng ta ốp gạch mà chúng ta lựa chọn ví dụ là hoa hay thế nào đó quá là nhiều thì nhìn ngôi nhà sẽ bị nặng nề một chút xíu. Cho nên là lựa chọn cái tông màu trắng hay này vài cái đường vân đơn giản như vậy thì nhìn nó sẽ đẹp hơn nha quý vị. Tiếp theo thì ta sẽ đến với một phòng ngủ nữa của không gian của tầng 1. Phòng ngủ này sẽ có diện tích là 21,5 m², một căn phòng ngủ rất là rộng luôn nha quý vị. Cho nên là căn phòng này quý vị thấy là đầu tiên ha, sẽ có chiếc giường đặt ở đây, rồi phía bên này là chiếc ghế massage, rồi gia chủ đặt nguyên một cái tủ quần áo, và đặc biệt là phía đối diện còn có cả một cái sofa, băng ở đó để chúng ta có thể ngồi thư giãn, dùng nước chẳng hạn, có một chiếc bàn trà nhỏ nhỏ luôn. Thật sự đây là cái điểm thú vị đúng không nào? Nhiều người sát mắt, ủa sao phòng ngủ mà đặt sofa để làm gì? Nhưng mà An nghĩ là tùy, ví dụ nếu mà căn phòng ngủ này diện tích nó lớn đi thì chúng ta hoàn toàn có thể đặt thêm để mà chúng ta có thể ngồi thư giãn chẳng hạn, có không gian để mà nghỉ dưỡng, thì An nghĩ là tùy thuộc vào sở thích thôi. Phía bên kia thì chúng tôi cũng sẽ bố trí, đó chính là một cái vị trí cửa sổ để lấy cái nguồn gió và sinh khí vào. Ngoài ra thì căn phòng ngủ này cũng sẽ có vị trí của nhà vệ sinh khép kín ở ngay cái vị trí này nha quý vị. Bên trong cũng được trang bị đầy đủ từ lavabo, toilet và khu vực tắm. Cuối cùng chúng ta sẽ di chuyển ra ngoài đây đi. Thì đây sẽ là khu vực của nhà vệ sinh chung chúng tôi sẽ bố trí ở đây. Quý vị có để ý không, đó chính là sẽ có một cái vách tường, nó sẽ che đi cái phần khu vực bếp ở phía trước ha. Chúng ta di chuyển vào bên đây thì chúng ta mới đến không gian của nhà vệ sinh. Đây là một cách của thiết kế rất là khéo léo của kiến trúc sư, bởi như vậy thì nó sẽ tách biệt cái khu vực nhà vệ sinh ra với không gian bếp, thì thứ nhất là không vi phạm về phong thủy nè, thứ hai là trong công năng của chúng ta thì cũng không có sợ ám mùi khó chịu của nhà vệ sinh. Thì An thấy đây cũng là một thiết kế quý vị có thể tham khảo. Còn đây sẽ là lối cửa hậu để mở ra phía sau công trình. Nhà của anh Thái thì phía sau còn có một cái khoảng sân ha, gia chủ đã đầu tư làm thêm một cái phần mái tôn, cho nên là chúng ta thoải mái có thể di chuyển ra phía sau, và cái lối cửa hậu này sẽ là nguồn lấy ánh sáng vào trong ngôi nhà cho cái khu vực ở phía sau như thế này. Vậy là đó là tổng quan của tầng 1 công trình ha. Bây giờ em sẽ dẫn quý vị lên tầng 2. Tiến lên tầng 2 công trình thì trước khi mà giới thiệu các khu vực chức năng thì em sẽ nói một chút xíu qua cái khu vực cầu thang ha. Em rất là ấn tượng về cầu thang công trình này. Thứ nhất là quý vị có thể thấy đó chính là cái phần lan can Tây Vịnh ở đây thì 100% chất liệu sẽ là gỗ tự nhiên nè, mang đến cảm giác rất là sang trọng. Và thứ hai là quý vị có thể thấy là các bậc thang thì thường á quý vị thì bậc thang sẽ ốp là đá hoa cương granite, và thường cái tông màu lựa chọn của nhiều gia đình sẽ là tông màu đen, chúng ta rất là hay thấy. Nhưng mà riêng với gia đình này thì gia chủ đã lựa chọn đó chính là cái tông màu là giả gỗ luôn, cho nên là tạo cảm giác rất là đồng điệu cho khu vực cầu thang. Em nghĩ là quý vị cũng có thể tham khảo qua về thiết kế và cách thi công này cho ngôi nhà của mình nhé. Còn di chuyển lên phía trước này đi, thì ở trong bản vẽ ha, thì đây sẽ là khu vực gọi là phòng đọc sách. Còn hiện tại thì em thấy giống như là một cái phòng làm việc, phòng nghỉ ngơi cũng được luôn. Với diện tích đó chính là 17 m², và ở đây thì quý vị thấy là diện tích cũng khá là rộng rãi thoải mái nè. Cho nên là đã đặt đó chính là có băng ghế sofa góc ở đây, rồi có một chiếc bàn có thể làm việc học tập ở vị trí này cũng rất là thoải mái ha. Ở đây sẽ có ô cửa sổ to, và phía trước nữa đó chính là một cái ô cửa mở ra cái ban công. Quý vị có thể thấy là cái ban công đó là ban công mà lúc nãy phía bên dưới em cũng đã giới thiệu ha, rất là đẹp, và sẽ có phần lan can nhôm đúc. Ở phía bên trên có thiết kế kiến trúc vòm nữa, tạo nên cái vẻ đẹp tân cổ điển công trình. Ngoài ra thì cái phần sàn bên dưới quý vị quan sát giúp em, nó sẽ có sự khác biệt hơn so với những không gian chung ở bên dưới. Ở bên dưới thì chỉ những không gian cá nhân thì sẽ đổi sang là gạch giả gỗ, nhưng mà ở trên tầng 2 thì 100% luôn là cái sàn sẽ ốp gạch giả gỗ. Gạch giả gỗ thì cái tông màu nó sẽ là tông màu nóng, đúng không nào, tông màu nâu, cho nên là tạo cảm giác ấm cúng hơn cho khu vực sử dụng của chúng ta. Còn di chuyển vào phía bên này đi thì ta sẽ đến với một phòng ngủ nữa nhé. Phòng ngủ này sẽ có diện tích đó chính là 17 m². Với căn phòng ngủ này thật sự là về cái độ tiện nghi nó cũng không hề thua kém gì so với những căn phòng ngủ nãy giờ anh đã giới thiệu đúng không nào. Chiếc giường sẽ đặt ở vị trí này, đối diện sẽ là vị trí tủ quần áo, phía bên kia là bàn học, bàn làm việc, và ở đây còn có một cái ban công mini riêng nữa. Thật sự là em rất là thích những căn phòng ngủ trên tầng cao, bởi vì bản thân em thì em thích những căn phòng ngủ có ban công, luôn luôn cảm giác nó chỉnh chu và cảm giác là nó rất là mát mẻ. Nếu mà buổi tối đó quý vị, chúng ta mở cái cửa này ra sẽ đón nhận được rất là nhiều cái luồng gió mát. Chưa kể đó chính là vị trí phía bên này còn có một khu vực nhà vệ sinh khép kín nữa, cho nên căn phòng ngủ này thì gần như là cái độ tiện nghi phải nói là rất là xuất sắc luôn nhé.
Còn bây giờ thì chúng ta sẽ lại tiếp tục di chuyển đến những phòng ngủ còn lại của tầng 2 nha quý vị. Ở phía bên này thì sẽ là một phòng ngủ có diện tích đó chính là 23 m². Tuy nhiên hiện tại đang có hành viên gia đình sử dụng, chúng ta sẽ không ghé vào. Còn đây là căn phòng ngủ phải gọi là lớn nhất của ngôi nhà luôn nha quý vị. Căn phòng ngủ này có diện tích lên đến là 30 m². Ngoài ra thì quý vị có thể thấy là căn phòng có những cái điểm thú vị, đó chính là chia ra rất là rõ về khu vực công năng. Ví dụ ở ngay trung tâm thì sẽ học chiếc giường nhé. Chiếc giường thì đầu giường ở đây sẽ được bọc da và được thiết kế rút cút nè. Rồi phía đối diện sẽ là cái tủ quần áo rất là to. Phía bên kia một cái không gian rất rộng luôn thì sẽ bố trí, đó chính là một cái khu vực để mà có thể là ngồi nghỉ ngơi. Ví dụ là quý vị có thể thấy là phía bên này ha, chúng tôi sẽ đặt đó chính là nguyên một cái bộ ghế sofa. Và sẽ có một chiếc bàn trà ở ngay vị trí này nữa. Còn rất gần đó chính là cái vị trí ban công. Ban công siêu lớn luôn, cho nên là đây cũng là khu vực rất là lý tưởng đúng không nào. Ví dụ ngồi đây đọc sách, thư giãn, nghỉ ngơi là quá là tuyệt vời. Chưa dừng lại ở đó thì căn phòng ngủ này đã có một điểm cộng nữa, đó chính là ở vị trí này sẽ có là một cái phần màn nè, ta có thể kéo ra kéo lại ha, và di chuyển ở phía bên trong thì sẽ chia ra làm hai khu vực, một bên là khu vực tắm, một khu vực vệ sinh, và nó là quá tuyệt vời đúng không nào. Vậy là ngày hôm nay thì em đã dẫn quý vị chúng ta đã ghé thăm công trình của nhà anh Thái ở Long An, một công trình phải nói là tân cổ điển, có vẻ đẹp rất là xuất sắc, hơn một năm rồi trở lại thăm, thậm chí nó còn đẹp hơn cả trong trí nhớ của em nữa. Và nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công thì cần ngại liên hệ ngay với Mắc Hôn bên số hotline 0964458888, 0828133333 sẽ có nhân viên tư vấn cho quý vị. Đừng quên nhấn like, subscribe và nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ Nhật An xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.